Các bạn, nay đoàn của mình học viên đi khảo sát thực tế và đi thực hành thì đang ở Quảng Ninh và có đi ngang qua Cẩm Phả. Thì đi ngang qua đây nó có một cái ngôi chùa khá là đẹp. Phía trước bao quanh là một cái hồ nước rất là lớn, xung quanh thì được các cái dãy núi bao bọc. Thì mình đi ngang qua đây thì thấy khung cảnh rất là đẹp nên là ghé qua tham quan, chiêm bái. Không gian ở đây là rất là trù phú. Mình đây đang là mùa hè thì toàn bộ ở đây là ve đang rất là kêu. Không khí đây rất là mát mẻ, trời như là vừa mới mưa xong. Trời vừa mới mưa xong nên là rất là mát. Cái hồ nước này rất là đẹp này. Ở đây có một cái chùa nhỏ. Thì đoàn của mình sẽ vào đây sẽ tham quan. Đây là ngay nước ở dưới cái hầm này đẹp lắm này. Trong veo à. Ở Quảng Ninh thì có rất là nơi rất là nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà được cái là ở khu vực này thì nó rất là thiên nhiên, chưa có tác động gì nhiều. Mọi thứ đang hầu như là thiên nhiên hết, tự nhiên hết, thiên tạo. Thì đây là một yếu tố rất là đẹp. Cái con đường đi vào đây cũng rất là đẹp này, quanh co rất là đẹp. Phía trước có một cái hồ nước cực kỳ đẹp luôn. Ồ, có cả cá này, con cá biển này, đây là nước biển này, con cá gì đẹp chưa? Hồ này chắc nhiều cá. Xung quanh đây có toàn bộ là núi nhá, núi đá. Ở khu vực này thì toàn bộ là núi đá hết. Rất là đẹp. Nước này mới mưa xuống này. Nước nó chảy trên núi xuống này trong veo luôn. Cây đẹp chưa? Ở đây người ta thiết kế lối đi hai bên của tòa chánh điện. À, đây là đền ba cửa. À, đơn vị tôn tạo và bảo quản là công ty. Đây là đền ba cửa. Đây là đền ba cửa được tôn tạo vào năm 2007. Vậy là có ba cái cửa sông à? Đây là tượng mẹ Quan Âm. Rồi ta sẽ đi qua bên này. À, đây là đền ba cửa nhá, mọi người tham quan. Mọi người tham quan đây là đền ba cửa.
mình thắp nhang trong này hả? Dạ. Dạ. Anh đèn cho mình đây. Hẳn dây như thế này thôi. À. Nên bỏ khu vực nào anh? Dạ. Đây. Vậy thì bên này là có ban thờ mẫu Đệ Tam à? Còn dạ. Vô Cha Bát Hải. Trần Quốc Tạo. À, trước là thờ rồi em cảm ơn nhé. Dạ. À quên. Khu vực này mình làm lâu chưa anh? Được 3 năm. 3 năm. À, còn cải tạo là từ 2007 à? Cải tạo thì cũng mới 3 năm, có một cái này là mới, à cái này cũng nhất lâu đời nhất. À cái này thì là lâu đời nhất, còn cái khu vực này là mới làm đây. Mới làm lại. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn nhé. Dạ, dạ. À, rất là đẹp.